Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Giá lúa đông xuân 2023-2024 có nhiều biến động khiến nông dân lo lắng. Việc đưa bác phở diệt dương tầm không đơn giản là món ăn ngon với câu chuyện ẩm thực, mà còn là câu chuyện lưu giữ tinh hoa cốt cách người Việt. Trên thế giới, Covid-19 làm giảm tử thọ trung bình toàn cầu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020, nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận giới chuẩn quốc tế. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Thưa quý vị, để khắc phục những tồn tại hạn chế là điểm nghẽn làm chậm tiến độ triển khai đề án 06, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục tập trung thực hiện 6 nhóm vấn đề. Về pháp lý dịch vụ công, an ninh an toàn thông tin và hệ thống công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, nguồn lực tuyên truyền, quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chủ trang. Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cứ công dân và định danh điện tử, đặc biệt là 34 mô hình điểm theo kế hoạch phối hợp số 2312 của Tổ công tác triển khai đề án 06 Chính phủ với Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh. Ủy ban Nhân dân quyền Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023 và công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI của quyện năm 2023, triển khai các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính Park Index, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh BAPI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2024 trong thời gian tới lãnh đạo quý ba nhân dân quyền đề nghị các cấp các ngành nhất là người đứng đầu cấp quỹ chính quyền các cấp năng động quyết liệt hơn nữa lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong đó tập trung cải thiện nâng cao các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số ddci ra soát kiến nghị cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh đặc biệt là các thủ tục về đầu tư đất đai xây dựng môi trường không còn phù hợp đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong các hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đoàn kiểm tra nông thôn mới quyền Tân Trụ đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Trinh Đông và xã Bình Tịnh. Là hai trong bốn xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, Xã Bình Trinh Đông và Bình Tịnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đồng bộ từ xã đến ấp và sâu rộng trong nhân dân. Qua rà soát thống kê đến nay, cả hai xã đều đạt 11 trên 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các ấp trên địa bàn hai xã được công nhận ấp nông thôn mới. Sau khi nắm thông tin, đoàn kiểm tra lưu ý hai xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí chưa đạt quan tâm công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận ủng hộ trong dân về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An tổ chức ra mắt đường cờ Tổ quốc, đường lưu Chân tế, khu phố Bình Cư 2, phường 4. Đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Tân An 9 tháng 9 2009, 9 tháng 9 2024. Đường Lưu Văn Tế có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.490m, với tổng số 113 hộ dân sinh sống. Trên tuyến đường thực hiện xây dựng 150 cây cờ đúng quy cách, với tổng kinh phí 35 triệu đồng. Trong đó, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, công trình tạo điểm nhấn giả mỹ quan, khích lệ tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng phường 4 đạt chuẩn phường đô thị văn minh vào năm 2024. Công ty BAT Việt Nam cùng với công ty Mars Eco và Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Đức Quệ tổng kết hoạt động dự án trao quyền cho phụ nữ năm 2023. Năm 2023, dự án trao quyền cho phụ nữ đã giải ngân 400 triệu đồng cho 40 hộ chay không lãi suất. Trong đó, xã Mỹ Thạnh Tây có 20 hộ và Mỹ Quyết Đông có 20 hộ. Mỗi hộ được dây với mức 10 triệu đồng. Từ nguồn chốn chay, các hộ đều sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh và có lãi. Năm 2023, lúa gạo đã giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Long An nói riêng ăn nên làm ra. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá lúa đông xuân 2023-2024 biến động giảm mạnh, khiến nhiều nông dân lo lắng. Lúc giá cả tăng đột biến, đồng lúa OE18 mới 20 ngày tuổi của ông Chủng được thương lái đặt cọc sớm với giá 9.000 đồng một ký. Đến ngày thu hoạch, giá lúa giảm, thương lái đề nghị ông Chủng phải giảm 500 đồng một ký so với thỏa thuận như chạy giới 2 hecta ông mức khoảng trên lệch hơn 8 triệu đồng. Tôi mang được hai mẫu và hồi lúc tôi hợp đồng là 9 ngàn và nay lúa nó sụt là tôi ta chia là được là tám rưỡi mình chấp nhận mình thấy hạ xuống cho người ta và không hạ thì người ta bỏ cọc. Từ sau Tết Nguyên Đán giá lúa đang trong đà giảm nên không ai nhận cọc sớm nữa. Hay vào đó nông dân chờ đến sát ngày cắt khoảng 10 ngày mới chốt giá, với hy vọng giá cả sẽ nhích dần lên. Mà dân của tôi cũng có chờ lên là 7 ngàn mấy không chờ lên cái 8 ngàn mấy đó, mấy, mấy dân mới chốt giá lại đó. Chỉ đâu họ đâu dám bán 7 ngàn mấy đâu. Nó chi đông dân bàn lụn rồi cực khổ nữa rồi. Dù đã lấy cọc sát ngày cắt nhất có thể, nhưng ông Trường vừa chốt giá 8 ngàn mốt, thì ba hôm sau giá lúa đã lên 8 ngàn tư. Ông đành tiếc núi Giá lúa đang mức 7.600 đồng đến 8.400 đồng một ký và dự báo sẽ còn nhiều biến động tăng giảm nên người dân khá lo lắng và thận trọng hơn trong việc chốt giá, nhận cọc nhằm hạn chế thiệt hại. Sở giáo dục và đào tạo vừa ban hành phương án tuyển sinh vào lớp 1 cấp tiểu học, lớp 6 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông hệ công lập tư thục và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025. Theo đó, phương thức tuyển sinh vào lớp 1 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển. Đầu tuổi được quy định tại Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học và được căn cứ trên giấy khai sinh của trẻ và đang cư trú trên địa bàn quyện vào học lớp 1 theo tuyến xã, phường, thị trấn do địa phương quy định, nghiêm cấm các trường hợp chạy trường chọn lớp, không nhận học sinh học trước tuổi, trừ trường hợp phát triển sớm về trí tuệ được cơ quan có thẩm quyền quyết định, bố trí sĩ số học sinh trên lớp theo quy định của điều lệ trường tiểu học tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển, căn cứ trên kết quả công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở hai môn tiếng Việt và toán. Bố trí số học sinh trên lớp theo quy định điều lệ trường trung học. Thời gian xét tuyển vào tháng 7 2024, riêng khối lớp 10 trung học phổ thông của các trường phổ thông công lập thực hiện theo phương thức thi tuyển theo địa bàn nơi có trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thưa quý vị, Nằm trong khuôn khổ của Hội báo toàn quốc 2024, trong hai ngày qua, 10 phiên thảo luận của diễn đàn báo chí toàn quốc với các chủ đề hấp dẫn, gắn với những mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí hiện nay đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các cơ quan báo chí truyền thông và những người làm báo. Bên cạnh sự phát triển thì báo chí hiện nay đang phải đối mặt với vấn nạn tin giả, nhiều đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để bóp méo hình ảnh, tạo ra tin sai lệch gây ra hậu quả nghiêm trọng do đó phiên thảo luận nâng cao tính đảng và tính định hướng trong hoạt động báo chí đã giúp cho những người làm báo tích lũy thêm kinh nghiệm và định hướng đúng đắn trước cơn bão thông tin sai sự thật đang tràn lan trên mạng xã hội với những cái diễn đàn mang tính đảng và tính định hướng như thế này sẽ giúp những phóng viên trẻ như tôi sẽ có được cái sự phản biện tốt hơn đối trước những thông tin xấu sai lệch đặc biệt là trước những cái thông tin tốt này chúng tôi có có được cái những cái sự lý luận và tư duy logic hơn tâm đắc nhất là những cái bài tham luận những cái bài phân tích của các chuyên gia và báo chí thì qua đó giúp những cái người mà giữ các phiên vừa cập nhật được cái, cái mới những cái kiến thức hay của báo chí trên thế giới cũng như những cái điểm mới về giải pháp về những thuận lợi khó khăn để phát triển báo trong thời gian tới. Ngày nay, công nghệ số, Internet và truyền thông xã hội là những cú hích mạnh mẽ để đổi mới báo chí. Do đó, diễn đàn báo chí gần đây đã có nhiều phiên thảo luận việc đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số. À, chúng tôi cho rằng là những cái diễn đàn như này là hết sức cần thiết và thậm chí nên được tổ chức à, đều đặn hơn à, với quy mô lớn là phải thường niên nhưng thậm chí có thể có những cái, cái cuộc với quy mô cấp vùng à, càng nhiều cái cuộc thảo luận hội hội nghị trao đổi tọa đàm thì càng có cơ hội để gặp gỡ nhau để tương tác để tìm hiểu những công nghệ mới để tìm hiểu những cách làm mới của đơn vị bạn và mình có thể xem có thể áp dụng được hay không Tại diễn đàn, các tham luận cũng nhìn nhận, đánh giá về diễn trình báo chí cách mạng Việt Nam đang tiến đến mốc 100 năm phát triển. Trải qua hành trình phát triển gần một thế kỷ, báo chí ngày càng thể hiện rõ tính định hướng, đề cao sứ mệnh, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng định tính chuyên nghiệp, nhân dân, hiện đại, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thưa quý vị, ra đời cách đây cả trăm năm, phở không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt, mà còn mang cả cái hồn cái chị, mang nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Phở Diệt Từ lâu đã được các chuyên trang ẩm thực có tiếng trên thế giới xếp vào danh sách những món ngon nhất định phải thử một lần. Dân cù, Nam Định được coi là cái nôi của nghề phở. Nơi đây nổi tiếng là làng nghề làm phở nhiều nhất, lâu năm nhất và độc quyền với món phở bò để giữ gìn nghề gia truyền và các giá trị nguyên bản từ cha ông cách đây 3 năm người làm nghề phở làng chân cù đã quy tụ các nghệ nhân và tổ chức thành câu lạc bộ phở Dân cù. Nghề phở lâu đời, giàu giá trị văn hóa và có đa dạng biến thể của người Việt, phở không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là một di sản văn hóa ẩm thực gắn với thương hiệu quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Giao tranh trong những tháng đầu năm ở thành phố Goma của Cộng hòa Dân chủ Congo gây thêm nhiều thương vong. Trước tình hình này, Quỹ ban Chỉ tập đạo quốc tế đã phải tăng cường nỗ lực hỗ trợ cơ sở y tế địa phương để chữa trị cho những người bị thương. Thông báo của Quỹ ban Chỉ tập đạo quốc tế cho biết, chỉ trong tháng trước, Bệnh viện Dostro ở thành phố Gom tiếp nhận số bệnh nhân nhiều gấp 6 lần so với bình thường. Một bệnh viện phải tăng cấp độ công suất và chuyển bệnh nhân đến nơi khác. 40% những bệnh nhân này là nạn nhân của các loại pháo hạng nặng được sử dụng ở các khu vực thành thị. Hiện các bệnh viện đang thiếu trang thiết bị trầm trọng và số nhân viên còn lại buộc phải sơ tán bệnh nhân đến các nơi khác. Tình hình khó khăn buộc quỹ ban Chỉ thập đỏ quốc tế phải vận chuyển người bị thương bằng thuyền để giảm tải cho các bệnh viện ở Goma. Liên quan tới cuộc khủng hoảng của ngành y Hàn Quốc Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Yong hon đã thể hiện quan ngại sâu sắc trước quyết định từ chức hàng loạt của các giáo sư y khoa, đồng thời cho rằng hành động tập thể này sẽ gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của bệnh nhân. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Yong hon cho rằng, động thái từ chức hàng loạt của các giáo sư ngành y sẽ đe dọa tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân, do đó gây lo ngại nghiêm trọng. Thêm một đợt nghỉ việc hàng loạt nữa sẽ khiến mạng sống của các bệnh nhân gặp nguy hiểm, và sẽ không thể nhận được sự cảm thông của công chúng các giáo sư ngành y cảnh báo sẽ hành động nếu chính phủ không tiến tới đối thoại mà không có điều kiện các giáo sư y khoa thuộc đại học công giáo hàn quốc cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đình chỉ các ca phẫu thuật và giảm hoạt động điều trị cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú tương tự các giáo sư y khoa tại đại học chung Kang ở seoul cũng tuyên bố sẽ đưa ra những phản ứng thậm chí còn mạnh mẽ hơn Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo XAI do ông sở hữu sẽ công bố mã nguồn mở cho chatbot Grok. Đây được coi là đối thủ của ChatGPT của OpenAI. Tháng 11 năm ngoái, công ty khởi nghiệp AI của tỷ phú Musk đã tung ra phiên bản beta của chatbot AI mang tên Grok, song chỉ cho phép một nhóm nhỏ người dùng trải nghiệm. Sau đó một tháng, XAI chính thức phát hành chatbot Grok đối thủ của ChatGPT, dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ Premium trên nền tảng X. Tỷ phú Elon Musk cho biết, Chatbot Grove có thể đưa ra những câu trả lời mang tính hài hước và việc chatbot này được tích hợp sẵn trên mạng X là một lợi thế lớn so với các mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo khác. Điều khác biệt của Grove là ngữ cảnh của câu trả lời chủ yếu dựa vào nội dung thu thập trên X và đây là một lợi thế lớn so với các mô hình chatbot AI khác. đại dịch COVID-19 đã làm giảm 1,6 năm tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn cầu trong hai năm đầu dịch bệnh. Một nghiên cứu công bố hôm qua của Mỹ xác nhận COVID-19 là nhân tố đảo ngược xu thế tăng tuổi thọ của người dân, vốn được duy trì suốt hàng thập kỷ qua. Theo nghiên cứu của viện đo lường và đánh giá sức khỏe của trụ sở tại Mỹ, trong giai đoạn 2020-2021. Có tới 84% trong số 204 quốc gia và dùng lãnh thổ được khảo sát có tuổi thọ trung bình của người dân giảm. Mexico, Peru và Bolivia nằm trong nhóm bị giảm nhiều nhất. Dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng sâu sắc hơn bất kỳ sự kiện nào trong nửa thế kỷ qua, kể cả so với xung đột và các thảm họa tự nhiên. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại